Trước quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước thì hàng loạt ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, mở ra mong muốn lãi suất cho vay sẽ giảm trong thời gian tới và tín dụng sẽ tăng, giảm sức ép cho doanh nghiệp người vay vốn. Tuy nhiên, với doanh nghiệp lãi suất giảm chưa đủ mà cần sự ổn định để vững tin cho những kế hoạch tái đầu tư. Nửa đầu tháng 5 có hơn 10 ngân hàng tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất huy động nối dài đà giảm trong vài tháng gần đây. Hiện nay khoản tiền gửi dưới 6 tháng bị khống chế bởi trần lãi suất 5,5% một năm. Còn lãi suất bình quân khi gửi tại quầy với kỳ hạn 6 đến 9 tháng là 7,2% một năm, kỳ hạn 12 tháng là 7,7% một năm, giảm thêm 0,5% so với trước khi ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành. Trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu làm giảm các chi phí hoạt động, giảm các cái lãi suất đầu vào, giảm lãi suất huy động cả ngắn hạn và dài hạn để nhằm giảm được chi phí vốn và giảm lãi suất cho vay với khách hàng kể cả ngắn hạn và dài hạn. Lãi suất huy động giảm nhưng lãi suất cho vay vẫn chưa giảm như kỳ vọng của doanh nghiệp. Hiện mức lãi suất cho vay bình quân đang dao động từ khoảng 9 cho đến 10,7%, tức đã giảm từ 0,5 cho đến 2% so với đầu năm tùy theo từng ngân hàng. Nhưng theo các doanh nghiệp, mức này vẫn còn khá cao và vượt quá sức chịu đựng của họ trong tình hình kinh tế đang còn suy giảm hiện nay. Những cái lãi suất mà ngân hàng đang cho doanh nghiệp vay là đang còn cao, cho nên cố gắng làm sao để mà hạ cái lãi suất được chừng nào thì doanh nghiệp họ mới tái sản xuất được tốt hơn. Cho bây giờ bởi cái lãi suất đó nhiều doanh nghiệp tôi được biết họ không dám vay luôn. Những cái dự án hoặc những cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp họ đã rất thận trọng. Họ thận trọng để lựa chọn có nên lựa chọn làm hay không làm, vay hay không vay. Thêm một điều nữa mà tôi cũng phải thật lòng nói, đó là cái niềm tin của doanh nghiệp đối với cái điều hành. Liệu chăng là cái lãi suất này nó ổn định, nó giảm trong ngắn hạn, thì vậy dài hạn nó như thế nào? Động thái hạ lãi suất điều hành 3 lần liên tiếp chỉ trong vòng 5 tháng qua của Ngân hàng Nhà nước cho thấy nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc huy động ở mức lãi suất cao trong những tháng gần đây, đặc biệt bắt đầu từ quý 4 năm trước đến tháng 2 năm nay đã kéo chi phí vốn đầu vào của nhiều ngân hàng gia tăng đáng kể so với trước. Dù các ngân hàng gần đây đã nỗ lực giảm lãi suất huy động, nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian để chi phí vốn hạ xuống dần. Mặt bằng lãi suất cả huy động lẫn cho vay giảm tương đối tích cực trong thời gian vừa qua là từ 1 cho đến 2% từ đầu năm đến thời điểm hiện nay. Và qua đó thì cũng đã hỗ trợ một phần khó khăn đối với doanh nghiệp và người dân thời gian vừa qua. Tôi hy vọng là cái đà này sẽ tiếp tục giảm hơn nữa trong thời gian tới. Cũng theo các chuyên gia, áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn. Biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước. Chính vì vậy, câu chuyện hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế phục hồi tăng trưởng không chỉ trông đợi mỗi chính sách hạ lãi suất.